Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Chạy đi đâu mà nhanh thế nhở? Ta hiểu rồi. Sau bao nhiêu năm không gặp, bây giờ mày lại lưu lạc làm ăn xin, nhà cửa thì không có, cho nên là ra bãi rác ngủ gì. Không phải, tôi chỉ trốn. Thôi, không phải giải thích nhá. Ngại nữa, ăn xin thì cứ nói là ăn xin. À, hay là để bọn tao giúp mày nhá. Anh. Sao? Thằng này, ở trong đấy có ít cơm của con chó nhà tao, ăn chưa hết đâu. Tao bố thí cho mày đấy, ăn đi, không phí, không lại đói chết đi. Hai người, đừng là bạn bè với nhau, sao hai người khốn nạn như vậy hả? Bạn bè cái chó gì với cái thằng ăn xin như mày. Ngày xưa mày đi học oai lắm cơ mà, công tử nhà giàu cơ mà. Vì mày cho nên tao suốt ngày bị người ta mang ra so sánh với mày đấy. Đã thế nhá, hôm nay tao tính cả gốc lẫn lãi với mày luôn. Chị Lan Anh, nhìn kìa. Sao mà tao có thể đối xử với người vô gia cư như vậy nhở? Chồng anh ta rõ ràng là người vô gia cư rồi, vậy mà bọn họ vẫn có thể đối xử như thế được. Em đứng yên ở đây, để em đi kiếm hai cái bao. Em không nhanh đi xem nào. Chồng chó này, cho một chửa. Hay cho trường, đánh người này. Dám bắt đẹp khác, cho chết đấy. Khốn nạn, khốn nạn. Cái gì? Đưa đánh bố vào đây. Ngon bước ra đây sao nào. Bật hết quần áo rồi. Cái lũ chó kia nữa. Anh tên là gì? Nhà anh ở đâu? Hả? Hình như là anh ta bị câm hay là đầu óc có vấn đề hay sao ấy chị ơi. Ơ đấy, đứng lại đó. Sao mà chạy nhanh như ma đuổi thế nhở? Hay là anh ta là ăn trộm thật? Khéo khi là chị em mình giúp nhầm người rồi. Nhưng mà tốt quá cũng là cái tội. Tôi xin cậu đấy, cậu làm ơn cậu buông tha tôi, cậu đừng đuổi theo tôi nữa. Tôi xin cậu đấy. Tôi mới là người xin anh ấy. Anh làm ơn anh đi về nhà giúp tôi đi. Chứ tôi đuổi theo anh cũng mệt lắm rồi. Đây, tôi quỳ xuống đây. Cầu xin cậu, cậu làm ơn cậu buông tha tôi. Tôi không muốn về căn nhà này nữa đâu. Làm sao mà tôi cưới một người mà không biết mặt được chứ. Chủ tịch ơi, em cũng xin anh, em lạy anh. Anh đi về nhà giúp em. Chứ không bà chủ đuổi việc em mất, em lạy anh. Em xin anh. Thôi được rồi, đừng dậy đâu, tôi về. Ui, ái ạ. Này thì về đây. Tôi nhắc cậu nhớ tôi không bao giờ về căn nhà đâu. Nhớ chưa? Sao anh chơi trò trẻ con đấy? Chủ tịch, đợi tôi. Tay người à? Không lẽ ở ngay trước cổng nhà mình mà lại có... Anh ơi, tôi xin anh, tôi van anh ấy, tôi còn trẻ lắm, chưa có chồng chưa có con thì anh tha cho tôi với anh ơi. Cứu tôi với. Đây không phải là cái người ăn xin hồi sáng à? Lại nằm ở đây. Cứu tôi với. Anh gì ơi? Ui, anh gì ơi? Anh đừng lại đi, anh gì ơi? Anh gì ơi, có ai không? Giúp tôi với, có ai không? Kéo tôi về nhà cưới vợ. Về cưới vợ nhanh lên. Đừng bắt tôi, đừng đánh tôi, tao tôi ra,
Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh gì ơi, anh có làm sao không? Anh không sao chứ? Này, tự nhiên em rước cái đống của nợ này về đây làm cái gì? Bây giờ phải giải quyết anh ta thế nào đây? Tôi đùa hai cô đấy. Lúc nãy tôi mơ thật. Bây giờ tôi tỉnh rồi. Mà này, anh có nhà ấy, tại sao không về? Tự nhiên đi nằm ở trước cửa nhà chúng tôi làm gì? Đúng rồi đấy. Mà bây giờ anh tỉnh rồi, anh đi về đi. Chị em chúng tôi không thể nào chờ chấp anh được đâu. Anh đi về đi. Tôi khổ quá mà. Nhà không có ở đi. Tôi còn bị bắt nạt đánh đập nữa. Tôi xin cô đấy. Hai cô rủ lòng cô tôi ở đây có được không? Chuyện này... Thật sự là bây giờ tôi không có nơi nào để đi cả. Tôi vì từ chối cuộc hôn nhân không có tình yêu mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Bây giờ mà hai người không giúp tôi thì chắc là tôi chết mất. Được rồi, hiện tại anh cứ ở nhờ đây đi. Đến khi nào mà tìm được nhà là anh lập tức anh phải rời đi đấy nhá. Cảm ơn cô, cảm ơn hai cô nhiều lắm. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc nhà để đền đáp lại cho hai cô. Em có một chuyện muốn kể với anh. Chuyện gì vậy? Thì hiện tại em và Chi đang cư mang một tên ăn mày anh ạ. Cái gì? Một tên ăn mày á? Đúng vậy. Em nghe anh ta kể hình như anh ta bị ép kết hôn, xong rồi anh ta không muốn, rồi anh ta bỏ trốn. Chi vì thương tình quá cho nên cho anh ta ở lại. Mà kể cũng tội cơ, nhìn anh ta chút đáng thương thật. Em nói là người này bị ép kết hôn á? Dạ vâng ạ. Anh làm sao đấy? Có vấn đề gì ạ? Anh cũng đang nhận nhiệm vụ là phải đi tìm chủ tịch của công ty SVM, cái công ty mà anh đang làm việc ấy. Nhưng mà khi em kể ra thì anh thấy nó cứ giống giống thế nào? Chủ tịch SVM á? Ừ. À, đây. Đây, em xem đi. Đấy, là anh ấy đấy. Ơ, đây chẳng phải là tên ăn mày. Ơ, cái tên này đang ở nhà em mà. Thế à? Thế có nghĩa là anh ta đang trốn ở nhà em? Trái đất này tròn thật đấy. Nhưng mà làm sao có chuyện trùng hợp như vậy nhở? Chủ tịch của FVM lại chính là vị hôn thê của Chi. Thế tức nghĩa là hai người bọn họ đã có định ước với nhau. Thế có nghĩa là... Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Nhưng mà bây giờ ấy, sẽ cực kỳ khó khăn. Anh Hùng sẽ không bao giờ ngoan ngoãn chịu quay về nhà kết hôn đâu. Giờ phải làm cách nào đây? Anh cũng đau đầu mấy hôm nay rồi đấy. Hay là thế này đi, mình sẽ để cho bọn họ có tình cảm với nhau trước. Sau đó mình sẽ công khai mối quan hệ của bọn họ sau. Nhưng mà phải làm bằng cách nào? Vì Nam ơi là Vì Nam, sao anh ngốc thế? Anh chưa từng nghe câu lửa cân tôm lông mày cũng bén à? Bây giờ nhá, hai người bọn họ đang ở chung nhà với nhau. Rồi dần dần bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Đến lúc đấy, mình nói ra cũng chưa muộn. Ừ nhở, tại sao anh không nghĩ ra cách này nhở? Thế này thì anh không lo bị đuổi việc nữa rồi. Cái vụ này mà cứ để cho em ra tay thì kiểu gì cũng thành công. Mau gọi chủ tịch của mày ra đây. Hôm nay tao mà không gặp được nó, tao sát phạt đến công ty này luôn. Mong anh tự trọng một chút. Đây là công ty chứ không phải ngoài đường mà anh có thể phá phách như vậy. Chó này mày biết tao là ai mà vô lễ. Mày cũng chỉ là một cái thằng thư ký quèn thôi. Còn tao là đối tác lớn của công ty này đấy. Anh Duy nói đúng đấy. Mày gọi chủ tịch ra đây đi. Nếu không thì hậu quả mày không gánh nổi đâu. Tôi đã nói với hai người rồi. Chủ tịch công ty tôi đi nước ngoài công tác. Mời hai người về cho. Mày đừng có mồm điêu. Mau gọi nó ra đây. Tôi chưa thấy ai như hai người đi ký hợp đồng mà lại dở thói côn đồ như vậy. Nếu hai người còn giữ thái độ này thì tôi e là không có cơ hội để hợp tác với công ty của tôi đâu. Mày nói gì cơ, mày nói lại một lần nữa sẽ... Anh Duy ơi, thôi anh bình tĩnh đi. Em thấy anh ta nói đúng đấy. Mình cứ về trước, có gì tính sau. Mày cứ chờ đến vụ này chưa xong với tao đâu. Mà thực chết đi được cái chứ. Mẹ kiếp. Chủ tịch SVM tới chơi công ty của chúng ta. Bây giờ phải làm thế nào anh? Nếu mà không ký được hợp đồng á thì em với anh ra đường ở như chơi đấy. Không. Thằng Duy này chưa bao giờ thua cả. Mà lần này cũng thế. Phải bắt nó ký bằng được hợp đồng của chúng ta. SVM là cái phao cứu sinh duy nhất của anh và em. Cho nên là chúng ta không thể để tuột mất cơ hội này được. Nhẹ nhàng không ưa thì phải dùng biện pháp mạnh.
Nhưng mà chủ tịch SVM, anh và em còn chưa gặp, còn chưa biết đấy là ai thì biết làm thế nào được? Từ từ sẽ có cách thôi. Ôi kìa chị Lan Anh, chị định đi đâu à? Sao lại xách vali thế này? Em đoán xem, chị định đi đâu? Đừng nói với em là chị đi sang nhà người yêu đấy nhá. Tức là không có gì có thể qua mắt được em cái chị. Chị đi để tạo không gian riêng tư cho em và Hùng đấy. Chị nói cái gì đấy? Thì sớm muộn gì hai đứa mà chẳng ở với nhau. Bây giờ em nhớ chăm sóc thật kỹ cho Hùng vào. Chị không được đi đâu. Để em một mình ở nhà với anh ta làm sao mà được? Ô, thì sớm muộn gì hai đứa chẳng về với nhau. Ngoan đi, cứ ngay lấy chị đi. Sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi. Và chị đi đây. Chúc đôi bạn trẻ ở lại vui vẻ hạnh phúc nhá. Ok, chị Lan Anh. Cái bà này hôm nay ăn nhầm vào cái thứ gì hay sao mà đầu óc có vấn đề, nói toàn mấy câu linh tinh chả hiểu cái gì cả. Chi? Chi? Cô nghĩ gì đấy? À, đâu, em có nghĩ gì đâu. Anh cứ lau nhà tiếp đi. Cô làm sao ấy nhở? Hay là trên mặt mình dính cái gì? Hôm nay về nhà nhá, anh sẽ nấu cho em một bữa thịnh soạn, được không? Đương nhiên phải là anh làm rồi. Không phải anh chính là người nhận tất cả những việc nhà. Ai đây, ai đây? Chẳng phải là bạn Chi, tiểu thư con nhà gia giáo cơ mà. Thế mặt đi cùng cái thằng ăn mày bẩn thỉu này à? Cô em này, thằng này là bạn của anh. Mới hôm trước nó phải ra bãi rác ngủ, bây giờ em rước nó về em không sợ bẩn à? Này, hai người muốn ăn đòn thêm một trận nữa à? Hôm trước ăn đòn vẫn chưa chừa. Con chó này, vậy chính mày là người đã úp sọc lại hôm trước à? Đúng, là tôi làm đấy. Ai bảo là các người suốt ngày thích ức hiếp, bắt nạt người yếu thế hơn như thế. Hóa ra là mày làm à? Chưa đánh đã tự khai đúng không? Được rồi, hôm nay hai đứa chúng mày không xong với tao đâu. Xem nào, xem ăn cái gì nào. Úi dồi ôi, toàn rau. Nghèo đến cái nỗi không có thịt mà ăn, phải ăn rau à? Rau này, rau này. Này, cô làm cái gì đi à? Nát hết rau tao rồi. Con lợn này, mày động đến người yêu của tao á? Này, anh làm cái gì thế? Hai người quá đáng lắm rồi đấy. Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Nhớ mặt bọn tao đấy, chuyện chưa xong đâu. Một lúc quá đáng thật mà. Để tôi cho họ một trận. Thôi, bỏ đi, đừng dây dưa bọn họ. Anh làm cái gì đấy? Sao lại phải trốn? Anh ta chính là người đang truy đuổi anh đấy. Sao anh ta ở đây không biết? Anh Nam là người yêu của chị Lan Anh mà. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chủ tịch, anh ra đây đi. Em nhìn thấy anh rồi, anh không phải trốn nữa. Cô đi về đi. Đừng mà suốt ngày bám theo tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn đâu. Ngày hôm nay em tới đây là để... Tôi đã có người yêu rồi. Người yêu của tôi chính là Chi. Cậu về bảo bố mẹ tôi như vậy. Đừng bắt tôi kết hôn nữa. Sao? Cậu không tin à? Được rồi. Thế nào? Cậu tin chưa? Đi về đi. Còn đến đây cười cái gì? Dạ, hôm nay em đến đây là để thông báo với anh một chuyện. Anh không bị ép kết hôn nữa, cho nên là anh quay trở lại công ty làm việc đi ạ. Cậu vừa mới nói sao? Cậu bảo tôi không phải kết hôn nữa. Vâng ạ. Anh cứ yên tâm ạ. Anh quay trở lại công ty làm việc được chưa ạ? Chị ơi, anh không phải kết hôn nữa rồi. Là sự thật đấy, anh phải kết hôn nữa. Chết. Anh xin lỗi nhá. Tại vì anh vui quá. Thôi em xin phép về trước nhá. Ngày mai em đón anh ở công ty ạ. Được rồi, con đi đi. Này, anh vui đủ chưa? Ai cho anh hôn em à? Tại vì anh vui quá.
Dạ, chào mừng chủ tịch đã quay trở lại công ty làm việc. Cái gì cơ? Anh vừa bảo là cái thằng ăn mày này là chủ tịch ạ? Đúng vậy, anh Hùng chính là chủ tịch công ty FVM. Vậy hóa ra đều là người quen cả, như thế thì quá tốt rồi. Thế thì quý hóa quá. Không ngờ bạn cũ của mình là chủ tịch của FVM. Thì tôi bảo này, thế thì mấy cái chuyện cũ ấy, mình bỏ qua hết đi. Đấy, bây giờ cậu ký cho tôi cái hợp đồng. Đấy, có phải là tình cảm của chúng ta khăng khít lên không? Hai người nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Sau tất cả những gì mà hai người đã làm với tôi, thì các người nghĩ tôi sẽ ký hợp đồng với các người sao? Hùng, cậu nói cái gì đấy? Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, cậu bỏ qua cho chúng tôi đi. Tôi thề là cái dự án lần này là rất có tiềm năng. Cậu làm ơn giúp tôi lần này được không? Tiết khách, tôi không muốn thấy bộ mặt của hai người này xuất hiện công ty của tôi nữa. Còn nữa, tất cả những dự án với Daza hủy ngay lập tức cho tôi. Dạ vâng. Hùng, đừng đối xử với tôi như vậy mà. Mời hai người đi cho. Không ngờ cái thằng chó đấy, nó lại là chủ tịch. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng không chịu. Thằng này nó thích phải mạnh tay. Được rồi, anh đã có cách. Anh sẽ khiến nó phải ngoan ngoãn ký hợp đồng. Nhưng mà nó kiên quyết như thế, mình làm được gì nó đâu. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Bạn ơi, em sao vậy? Em gái của em bị bắt cóc rồi. Em nói sao? Bị bắt cóc? Nhưng mà ai đã làm việc đó? Em cũng chẳng biết là ai nữa. Lúc mà em đi ra xe thì em phát hiện ra một người bế Chi lên xe. Lúc đấy em đuổi theo mà không kịp. Em thật sự là không hiểu ai đã bắt cóc Chi nữa. Từ trước đến giờ Chi chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Được rồi, em cứ bình tĩnh để anh suy nghĩ xem là ai. Lẽ nào là anh ta? Thế anh biết ai là người bắt cóc Chi à? Anh nói đi, rốt cuộc là ai? Anh mới chỉ suy đoán thôi. Có thể tên Duy đó biết Chi là vợ sắp cưới của Hùng, cho nên hắn ta ôm hận vì không ký được hợp đồng nên đã làm việc đó. Hai người nói sao? Chi bắt cóc, cô làm việc hôn thê của tôi. Chủ tịch, anh em giải thích đã. Cậu có giải thích tôi nhanh lên. Thật ra Chi chính là vị hôn thê đã được sắp xếp đính ước với anh từ trước. Chúng em chỉ muốn hai người có tình cảm trước với nhau rồi mới nói ra sự thật. Nhưng chưa kịp nói thì... Cậu... Tại sao cậu lại giấu tôi chuyện này à? Alo? Thằng chó! Vợ của mày đang trong tay của tao. Mày khôn hồn thì mau ký hợp đồng đi. Nếu không thì mày đừng hòng gặp lại nó. Chó, mau thả cổ ra, nếu không tao sẽ liều mạng với mày đấy. Ok, anh bạn cứ bình tĩnh. Bây giờ tao là người cầm chuôi. Nếu như mày muốn nó yên ổn thì mang hợp đồng và 5 tỷ đến đây. Nếu không thì đến mà vác xác nó về. Mà mày nên nhớ, đừng có làm liều. Tới đây một mình, tao mà biết mày báo cảnh sát thì tao cho nó về trời ăn cơm với ông bà nó luôn đấy. Hay rồi, hai người muốn cái gì? Hai người mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Mày câm mồm lại, ồn ào quá rồi đấy! Mày ngoan ngoãn thì đợi nó cầm tiền đến đây để cứu mày đi. À mà không, biết đâu mà không đến đây cứu mày, nó bỏ rơi mày thì sao nhỉ? Hai người sẽ phải trả giá đấy! Anh Hùng, thế mọi chuyện thế nào rồi? Có cứu được Chi không? Làm ta chính Duy bắt cóc Chi. Tôi đi cứu cô ấy. Đã chuẩn bị cho tôi 5 tỷ hợp đồng, nhanh lên. Chủ tịch, chúng ta có nên báo công an không? Không được, Chi đã gặp nguy hiểm, chúng ta không thể nắm manh động được. Tôi đi nói một mình. Chi ơi, anh cứu em đây. Mày cũng nhanh hơn tao tưởng đấy. Tiền đâu? Tiền đây. Hợp đồng tôi cũng ký rồi, thả cô ấy ra.
ngu. Mày nghĩ cái gì mà tao sẽ thả hai đứa chúng mày ra? Tao đâu có ngu. Mày dám? Dám gì? Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Anh ơi! Cảnh sát chạy đi! Anh Hùng! Anh Hùng! Anh Hùng! Anh tỉnh lại rồi à? Anh thấy trong người như nào rồi? Anh không sao? Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Em không sao. Cảm ơn anh nhá. Cũng may là anh cứu em. Thì bây giờ em mới ngồi ở đây an toàn như thế này. Là em đã khiến cho anh gặp nguy hiểm rồi. Em đừng nói như vậy. Em là vợ sắp cưới của anh mà. Anh xin lỗi. Anh không nhận ra em sớm. Tất cả là lỗi của anh. Không phải. Tất cả là lỗi của em. Anh Nam với cả chị Lan Anh ấy cũng đã nói cho em về hôn ước rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Lan với cả Duy cũng đã bị bắt. Anh đừng có lo nữa nhá. Chị này, anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em đấy. Nếu thế thì anh phải sớm khỏe lại để hai đứa mình còn tổ chức đám cưới nữa chứ. Cuối cùng thì bao nhiêu sóng gió, đôi bạn trẻ đấy cũng đến được với nhau anh nhỉ? Em chỉ quan tâm họ thôi à? Anh cũng cần quan tâm đây nè. Lớn đầu rồi mà cứ làm nũng như là trẻ con ấy. Thì bây giờ hai người họ đến được với nhau rồi thì anh cũng phải hâm nóng tình cảm của mình chứ. Đến lượt anh và em. Cho hôn cái đi. Vớ vẩn, hôn đây à? Nếu mà anh Hùng và Chi nhìn thấy thì làm sao? Ok. Anh hôn vợ anh thì có gì đâu mà ngại. Chỉ được cái lợi dụng thôi. Yêu quá, không chịu được cho nên phải hôn ngay. Mm-hmm.